lồ gây ra động đất lên mạng xã hội. Người đàn ông họ Trương đã cho đăng tải lên trang mạng xã hội Weibo của mình một hình ảnh một con rồng khổng lồ, mà có thể dễ dàng nhận ra rằng đây thực chất là một con rắn đã được xử lý làm tăng lên kích cỡ. Trong bài viết trên mạng xã hội, Trương khẳng định chính con rồng khổng lồ này là nguyên do gây ra hàng loạt vụ động đất tại tứ xuyên vào tháng trước. Một con rồng khổng lồ dài 120 mét với đường kính 1,5 mét đã nhảy ra khỏi mặt nước vào mùng 2 giờ chiều nay, thu hút sự chú ý của hàng ngàn người. Ủy ban thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên rất quan tâm về vấn đề này. Các chuyên gia đã được gửi đến khu vực và họ nói rằng con rồng có liên quan đến trận động đất. Nội dung được Giang đăng tải lên trang Weibo cá nhân. Mặc dù hình ảnh có thể dễ dàng được nhận thấy là giả mạo, bài viết của Trương cũng đã được nhiều người chia sẻ lại khiến cho cảnh sát phải chú ý đến và tiến hành điều tra nguồn gốc của tin đồn. Cuối cùng Trương đã bị cảnh sát xác định là người đã tung ra tin đồn trên mạng xã hội và bị bắt tạm giam với tội danh gây hoảng loạn xã hội. Sau khi bị bắt giữ, Trương đã phải xin lỗi cho hành động tung tin đồn giả mạo của mình và giải thích rằng mình chỉ muốn tạo một trò đùa. Trước đó vào khuya ngày 17 tháng 6 vừa qua, năm trận động đất liên tiếp và làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên làm cho 13 người thiệt mạng và ít nhất 200 người bị thương.